tất cả mặt nạ của tôi. Chuyện hung dữ tôi không vẽ, chuyện ác tôi không vẽ. Cái ác nó nằm ở ngoài đường, hàng ngày chúng ta đã gặp nó nhiều rồi. Bây giờ bước vào không gian của tôi, hãy cùng tôi thiện lương. Ít ra là thiện lương trong giai đoạn tôi đang làm, tôi đang gửi gắm tình cảm. Đấy. Rồi sau đó họ mua một cái mặt nạ về, họ muốn tôi gửi nhắn gửi cho họ điều gì. Họ muốn gửi hạnh phúc thì tôi vào tôi gửi cái mặt nạ hạnh phúc. Họ về họ treo lên. Và tôi dặn rằng là bạn hãy treo cái chỗ nào mà bạn hai đi ngang qua nhất. Mỗi khi xung đột trong gia đình, bạn làm ơn ngó lại dùng cái mặt nạ cho tôi. Và bạn hiểu rằng là hạnh phúc nó gai lắm, nó gai lắm. Vậy thì là phải lo mà gìn giữ. Đấy. Những cái điều khác biệt giữa người nam và người nữ là không phải là thảm họa. Điều khác biệt là cái điều là một cái món quà rất tốt đẹp của Thượng Đế, của cuộc đời ban cho người nam và người nữ. Họ sẽ bổ sung cho nhau. Và đôi khi nó có những vấp váp thì ta tha thứ cho nhau. Đó, thì tất cả những cái thông điệp đó, nó tốt đẹp đó, họ thấy rằng là ô quá cần. Tại vì răng mình ăn rồi mình hay gai, ổng uống rượu gì, mình hay gây ghê ra. Thôi mình cứ bỏ qua đi. Đấy, để cho gia đình nhẹ nhàng. Cái tại sao có những cái nó xung đột nhỏ, cứ người phụ nữ cứ gom hết vào trong làm. Để rồi tới một ngày nó nổ ra thành ra câu chuyện. Thì không nên. Vì vậy thì đó là một trong những cái thông điệp tôi muốn gửi gắm cái cuộc đời. Và tôi rất vui mừng là khi tôi làm được cái điều đó thì là cái người mua họ không còn nghĩ rằng là họ mua cái sản phẩm này về để treo chơi, mà khi họ mua xong, con cảm ơn chú đã cho con một bài học. Tôi không dám nói bài học, tôi cho bạn một thông điệp và bạn về bạn tự xử lý với cái thông điệp này. Đây, bên này là một người nam đó, cái mặt tuồng, cái người mặt hắc bội có râu. Bên này là nam, bên này là nữ. Vậy thì khi nãy tôi đã nói tới điều khác biệt, người đàn ông màu đỏ, người đàn bà màu xanh, làm sao có thể chung đụng với nhau, có thể trở thành một gia đình để nói lời yêu thương suốt đời được. Vậy thì cái sự khác biệt là món quà của cuộc đời đem đến cho hai người, là một sự bổ sung cần thiết. Và ta phải hiểu rằng trong cái cuộc đời của mình thì nó có những cái lúc nó không vui, có những lúc nó giận hờn lấy lại nọ, ta sẽ xem nó là một tiểu tiết trong đời sống hạnh phúc. Chính những thách thức đó làm cho người ta yêu quý nhau hơn, chứ không phải là thách thức để rồi chúng ta nói là rủ nhau tới tòa để ly dị. Các bạn trẻ bây giờ bị cái đó. Đó, vậy thì là chấp nhận điều khác biệt ở đối tượng của mình là một phương cách tốt nhất trong hạnh phúc gia đình.